chiều bông hoa hương ngắt tỏa đất trời, một sắc màu phơi phới trong ánh bình minh sáng ngời. Ta nhớ mãi ghi trong lòng hương anh hùng kiên cường bất khuất, ba chừng ba chiều xa thân vì non ngày 8 tháng 3 mà xuyên qua mọi bước chân của thời gian, của không gian, xin được dành tặng những tình cảm nồng nàn và chân thành nhất, xin được gửi đến lòng trân trọng và sự biết ơn của tất cả nửa thế giới còn lại đến các chị, các mẹ, các em, bởi có một chân lý hết sức giản dị đã được nhà thơ Xuân Quỳnh viết lên rằng: dù là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng, là bác học hay là ai đi nữa, vẫn là con của một người phụ nữ, một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên. Hãy cùng nhau cất vang lời ca như triệu bông hoa tô đẹp cho đời, để thay cho lời cảm ơn và tình yêu gửi đến chị Thủy, nhà văn Trần Trà My, đến hàng triệu phụ nữ và những người đàn ông của họ. Bởi chúng ta, thú thực là chúng tôi không sống được nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà. Chiều bông hoa hương ngắt tỏa đất trời, một sắc màu phơi phới trong ánh bình minh sáng ngời. Ta nhớ mãi ghi trong lòng hương anh hùng kiên cường bất khuất, ba chừng ba chiều xa thân vì non nước. Thưa quý vị và các bạn, và đến đây thì chương trình giao lưu nghệ thuật Bước Qua Cánh Cửa xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý khán giả đã tham dự và theo dõi chương trình. Xin kính chào tất cả quý vị.